Xin chào anh em đã quay lại với kênh YouTube Máy Móc Việt Nam. Hôm nay Duy sẽ đưa tới cho anh em một chương trình khuyến mãi dành cho anh em, đó chính là mua một tặng một đối với dòng máy nắng khí Bau. Đây là dòng máy nắng khí có thể nói là bán rất là chạy trong đầu năm cũng như là đến thời điểm này ha. Và chương trình ngày hôm nay sẽ có 4 sự lựa chọn cho anh em nếu anh em nào mua con máy nắng khí Bau này với 4 dòng sản phẩm khác nhau. Anh em nào thích dòng sản phẩm nào cứ việc lựa chọn khi mà mua một con máy nắng khí Bau 30 lít 2HP này nha. Và ở đây chúng ta sẽ có một con máy nắng khí 30 lít lên hơi cực kỳ nhanh, chỉ có trên 50 giây là anh em đã sở hữu một con máy nén khí như thế này rồi. Và các quà tặng ngày hôm nay sẽ là một con máy thổi bụi nè anh em, một con máy mài tay dày, một con máy mài tay ngắn và một con khoan điện của hãng Detong. Thì anh em lựa một trong 4 sản phẩm này, nếu anh em thích cái dòng sản phẩm nào khi mà mua máy nén khí đều được hết ha. Và chương trình này bên mình sẽ áp dụng giá công khai cho anh em nào khi mua, đó chính là 2.790.000. Và giá này bên mình sẽ không bao ship. Anh em nào mua hỗ trợ giúp mình tiền ship ở xa, còn anh em nào tới gần tới cửa hàng thì cứ việc ghé vào. Thì mức giá này là mức giá công khai, tại vì đây là chương trình rất là tốt về giá và cũng như là quà tặng luôn nha anh em ha. Cố gắng tranh thủ sớm để anh em mình có thể mua được trong thời gian ngắn này. Cảm ơn anh em nha. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho anh em về con máy nén khí này nha. Đây là một trong những con máy nén khí được thiết kế với cái vỏ rất là dày, tay cầm rất là chắc chắn như thế này ha. Đời lên ngang, chứng tỏ một con máy rất là nặng ký. Đó. Và ở đây chúng ta sẽ có một con máy motor lõi đồng 100% 2HP và đầu máy nén là hoạt động độc lập với nhau. Đó, anh em thấy không? Đây là bue. Máy nén khí này á, sử dụng là da. Nên khi mà anh em sử dụng rất là êm và nó rất là gọi là tiết kiệm chi phí cho anh em khi mà sử dụng một con máy nén khí như thế này, đi công trình hoặc là đi sử dụng gia đình gì thì cũng đều rất là tốt ha. Và dòng sản phẩm này của hãng Bau nha anh em ha, đây là thương hiệu của Đức nhưng mà sản xuất thì tại nhà máy Trung Quốc thôi. Cái này nói rõ cho anh em mình khi mà mua ha, ở giờ hiện tại là anh em mà muốn mua hàng Nhật chắc là chỉ có mua hàng cũ thôi. Và mã của nó chính là BAW AC30L. Đây là dòng máy nén khí 30 lít và có công suất là 2HP. Hiện tại anh em mà mua các dòng máy trên thị trường á là cỡ dao động từ 2 triệu đến 2.1 triệu là anh em chỉ mua được 1HP thôi. Anh em mà nếu mà cao tay lắm là mua 2HP thì chỉ có 20 lít hoặc là 25 lít. Đó, thì ở đây chúng ta sẽ sở hữu một con máy nén khí lên tới 30 lít. Đó, 2HP, máy lớn nha anh em. Và motor này thì motor trục liền với máy nên khi anh em mình sử dụng rất là ổn về áp luôn anh em ha. Hai đầu ra cho anh em và máy được thiết kế như thế này rất là chắc chắn ha, đầy đủ phụ kiện cho anh em đi theo luôn. Đó, gồm có đầu ra như thế này, anh em mình mua về muốn phun sơn thì mua thêm vút vê lê hoặc là bơm xe thì mua thêm dí đầu bơm này nọ. Máy vẫn có thiết kế cho anh em là cao su phía dưới đế để cho giảm sốc và bánh xe cho anh em mình đẩy đi. Anh em mình xem cái mặt bên kia của con máy nha. Mà bên kia của máy, hai đầu vào độc lập, không có thằng nào dính với thằng nào cả. Đó, đây là chiếc khí van một chiều. Rồi thứ hai nữa là anh em mình nhìn thấy không ạ? Máy được hàn với những đường hàn rất là chắc chắn và rất là kỹ lưỡng như thế này. Đó, anh em mình thấy như thế nào ạ? An tâm chưa? Đây là van xả nước. Đây, anh em ha, giúp cho mình có thể là giống như là vệ sinh máy. Đây là mặt trước của con máy nè, hai đầu ra van độc lập với nhau hết. Đồng hồ đời lên ngang. Ở đây chúng ta sẽ có một cái tụ nữa. Đó, tụ này giúp cho anh em mình sử dụng máy nó sẽ chạy tốt hơn ha. Để cho anh em mình thấy được khả năng và khả năng làm việc của máy, giờ mình sẽ thử trải nghiệm cho anh em xem với khả năng làm việc của máy nén khí Bau 2HP 30 lít này, anh em mình sẽ thấy khả năng làm việc của máy nó như thế nào, có êm máy như mình quảng cáo hay không anh em ha. Và anh em có thể đo được cái thời gian làm việc của máy nha, để tránh trường hợp mình nói về máy thì anh em sẽ không tin. Còn bây giờ mình sẽ cho anh em thấy được khả năng làm việc của máy.
về khả năng làm mát của máy ha, là có hai cánh quạt hai bên hút gió vào. Ở đây rất là mát nè anh em, đó, tản nhiệt rất là tốt luôn. Về motor, phần motor của máy thì được là sử dụng này nhôm nha anh em ha, nguyên khối như thế này, đã quá đã luôn, quá nhanh anh em ha. Đó, quá đã luôn. Về thiết kế cũng như là phần sử dụng máy đều là những cái tốt nhất ở đây. Rồi, và cái máy cũng đi kèm đầy đủ phụ kiện cho anh em nha, nên anh em mình chỉ có mua thêm những cái phụ kiện như là dây nè, đó, mua thêm là những cái phụ kiện nào anh em cảm thấy rằng cần thôi hả. Với mức giá hiện tại là 2.790.000, anh em mình sẽ được tặng một trong bốn quà tặng sau do hãng tài trợ cho anh em ha. Thứ nhất anh em sẽ được tặng ngay, đó chính là một con máy thổi bụi. Nếu anh em nào mà thích cái dòng máy thổi bụi, dòng này thì nó có thể vừa hút vừa thổi cho anh em, hút và thổi rất là tiện lợi. Và cái sản phẩm này cũng bán rất là chạy nha anh em ha, phục vụ cho nhà xưởng hoặc là anh em sử dụng gia đình cũng rất là tốt. Tiếp theo đó chính là một con máy mài tay dài của hãng Seikyo. Ở dòng này thì là mã của nó là AG100A, công suất cũng như là khả năng thiết kế và khả năng làm việc của máy là tuyệt vời rồi. Tay cầm giúp cho anh em mình có một con máy vừa gọn vừa dễ sử dụng, gia đình làm thợ cũng rất là tốt nha. Máy thì 100% lõi đồng, anh em mình không phải lo ha. Tiếp theo đó chính là dành cho anh em nào thích một con máy mài như thế này đó, của hãng Đế Tông luôn. Đó, khi anh em mình sử dụng con máy mài mà công tắc hông như thế này, giúp cho anh em mình có thể làm việc dễ dàng, thao tác dễ dàng và an toàn ha. Dòng này của Đế Tông thì anh em mình an tâm luôn, một máy thì 100% lõi đồng luôn. Còn với anh em nào mà thích con khoan và đang thiếu một con khoan khi mà mua máy thì bên mình vẫn tặng cho anh em ha. Đó, đây là con máy khoan điện của hãng Đế Tông. Đó, con này thì có thể khoan tường được luôn anh em ha, không có lo đầu kẹp vào 13 ly. Đó, với mẫu thiết kế này thì anh em mình sẽ không có lo về chất lượng của Đế Tông đâu anh em ha. Và cái mẫu này của Đế Tông là DKID 710B. Đó, thì những cái giá trị với sản phẩm này đều được Đế Tông tặng cho anh em, nên anh em mình không phải lo ha. Và cái giá này là giá rất là sát rồi. Với tất cả những sản phẩm hiện tại của mình bán ra cho anh em, từ con máy nén khí cho tới những quà tặng anh em mua ở đây đều được bảo hành là 6 tháng anh em ha. Không, quà tặng cũng bảo hành luôn, và con máy thì cũng vẫn bảo hành luôn, an tâm ha. Đó, quà tặng thì cũng chất lượng để cho anh em mình xài cho nó an tâm. Còn về con máy thì anh em mình thấy đang cần con máy nén khí để sử dụng gia đình đó, phun sơn gì đó hay là đi công trình gì đó, thì cứ đầu tư con này mạnh dạn lên đó nha. Bên mình bán cũng rất là nhiều rồi, hàng chính hãng không à, không có lo. Đó, quà tặng thì anh em cứ lựa chọn các phân khúc nào thiếu là lấy ha. Rồi, anh em nào cảm thấy rằng đang có nhu cầu quan tâm và cũng như là muốn đầu tư về con này trong thời điểm này thì mua sớm nha, bên mình số lượng rất là hạn chế chứ không có nhiều đâu. Đó, anh em gọi ngay qua hotline phía trên hoặc là cứ việc comment ở dưới, bên mình sẽ trả lời ngay cho anh em. Còn anh em nào đến với địa chỉ 1095 quốc lộ 1A ở phía dưới này mình có để nè, thì anh em cứ việc đến và trải nghiệm trực tiếp để lấy những quà tặng chất lượng từ hãng Đế Tông này anh em ha. Cảm ơn anh em ạ. Nếu anh em nào chưa đăng ký kênh, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình có động lực làm ra những video và những chương trình khuyến mãi tốt hơn và mới hơn cho anh em nha. Chào anh em.